Nhân xin chào tất cả quý vị khách hàng. Thì hiện tại là Nhân đang đứng tại một cái khu đô thị của phường Cát Lái, quận 2. Thì hôm nay Nhân sẽ làm cái video này để Nhân giới thiệu với tất cả quý vị khách hàng là một cái dự án mới chuẩn bị bán. Thì hiện tại thì Nhân thông tin sơ bộ cho khách hàng thôi. Và cái ngày chính xác là cái ngày 9 tháng 1 năm 2018. Thì Nhân sẽ có đầy đủ tất cả những thông tin và Nhân sẽ làm một video tiếp tục để Nhân giới thiệu với tất cả quý vị khách hàng về cái bản đồ phân lô, cái vị trí chính xác và cái giá cả chính xác nhất. Còn bây giờ thì theo thông tin trên công ty là cái giá tại cái khu này á, thì nếu như mình mua đất nền thì nó tầm khoảng từ 3 tới 4 tỷ một nền, tùy cái vị trí và cái diện tích. Và cái khu này thì mình có bán thêm là căn hộ cao cấp và nhà phố liền kề. Thì nhà phố liền kề thì cũng khoảng từ 3 tới 4 tỷ một căn. Nhưng mà tất cả những cái thông tin để chính xác nhất thì rơi vào ngày 9 tháng 1 năm 2018 thì Nhân sẽ thông tin tới cho tất cả quý khách hàng. Và bây giờ thì Nhân mời tất cả quý khách hàng cùng nhau mình bay một vòng bằng livecam. Rồi Nhân xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khách hàng ở video sau.